Em Tú xin chào mọi người. Hôm nay em Tú lại bán nhà cho khách hàng. Căn nhà em Tú bán hôm nay là ở ấp 2, Hữu Thạnh, Đức Hòa, Long An. Nó nằm đối diện với là ECT Tân Đức, khu dân cư Tân Đức và khu công nghiệp Tân Đức nha anh chị. Căn nhà em Tú bán hôm nay với diện tích là 5 x 18, một trệt một lầu. Có 3 phòng ngủ này, một phòng thờ, một phòng khách, một phòng bếp và nó có hai toilet luôn nha anh chị. Đường trước nhà là đường 4 m, xe hơi vô tới nơi tới nhà luôn. Và bây giờ em Tú xin mời anh chị cùng đi xem nhà với em Tú nha. Đây là căn nhà em Tú bán. Diện tích đất là 5 x 18, căn nhà xây hết đất luôn nha anh chị. Đường trước nhà là đường bê tông 4 m. Xe hơi đi tới nhà luôn nha anh chị. Căn nhà trước khi bán là được chủ nhà sơn lại mới hoàn toàn cho anh chị luôn, sơn hết tại luôn nha. Thợ đang sơn như anh chị thấy đó. Đây là đường trước nhà nha. Căn nhà này thì ở sát bên khu ECT này, khu dân cư Tân Đức và khu công nghiệp Tân Đức nha. Thuộc ấp 2 Hữu Thạnh, Đức Hòa, Long An nha anh chị. Căn nhà này thì một phòng khách, 3 phòng ngủ, một toilet và một phòng thờ nha. Đây, bây giờ em Tú sẽ vô nhà quay cho anh chị xem. Căn nhà này thì vẫn xài nước giếng nha anh chị. Đây là một cái khoảng sân trước để xe. Để chắc được 2-3 chiếc xe anh chị. Cửa thì cửa sắt, xài kiếm cường lực nha. Đây là phòng khách. Phòng khách khá là rộng. Thợ đang làm, đang sơn mới lại căn nhà luôn nha anh chị. Ở trên thì là phòng giật hộp. Đây là toàn bộ quang cảnh của phòng khách. Ở dưới thì có một phòng ngủ này, một phòng ăn và một phòng khách và một toilet nha anh chị. Đây, và bây giờ đây là cái phòng ngủ tiếp, phòng ngủ thứ nhất nè, là ở tầng trệt nha. Do em không biết công tắc mở đèn nên hơi tối chút xíu nha anh chị, thông cảm nha, hơi mờ đó. Đây là phòng ngủ ở dưới tầng trệt. Và bây giờ em sẽ tiến tới phòng phòng bếp. Phòng bếp cũng khá rộng anh chị, thì 5 x 18 mà xây hết toàn bộ nhà luôn. Đây là phòng bếp nè anh chị. Để em tìm cái công tắc, em bật cái đèn lên cho nó sáng cho anh chị xem. Phòng bếp á, như anh chị thấy đó. Sáng rồi đây. Thì được chủ nhà sơn lại như mới luôn anh chị ơi. Phòng bếp khá rộng rãi, để được bàn ăn trong phòng bếp luôn nha anh chị. Và bây giờ em sẽ tiến tới toilet. Toilet thì có hai phòng riêng, phòng tắm và phòng đó, có hai phòng anh chị thấy đó ha. Ở trên cũng vậy luôn, ở trên lầu cũng hai toilet riêng luôn nha. Và bây giờ em Tú sẽ đi lên trên lầu cho anh chị xem trên lầu. Bất động sản Tú Võ an cư và đầu tư. Ở trên lầu á thì có một phòng thờ, hai phòng ngủ và cũng có hai cái toilet giống như ở dưới luôn nha anh chị. Cầu thang thì là lên trên cầu thang thì có một bức tranh nhỏ ra này nữa. Cái cầu thang thì làm mà bằng đó đá hoa cương màu đen đây, và em sẽ quay cho anh chị xem trên lầu nha. Trên lầu để rất nhiều cửa sổ, chừa rất nhiều cửa sổ nên căn nhà này rất là thoáng anh chị. Đây là phòng thờ anh chị, phòng thờ khá là rộng luôn đó. Các anh thợ sơn đang sơn cửa lại, sơn tường lại luôn anh chị. Đây là cái phòng thờ trước nha. Trước nhà ở ngoài cũng có cái ban công nhỏ nữa anh chị ha. Tí nữa anh chị nhìn cái mặt tiền là anh chị biết sẽ có ban công nhỏ ở ngoài đó, anh thợ đang sơn đó. Cửa sổ nữa, nhà này chứa rất nhiều cửa sổ luôn nên rất là thoáng, rất là mát. Đây, đây là cái phòng ngủ thứ hai ở trên lầu. Tại vì em không biết công tắc mở đèn chỗ nào nên nó hơi tối, anh chị thông cảm nha. Đây là phòng ngủ thứ ba ở trên lầu nha anh chị. Đó.
Em quay sơ cho anh chị xem, còn anh chị nào mà muốn xem nhà thì hãy alo em Tú dẫn anh chị đi xem nhà nha. Nhà này á, chủ bán là 1 tỷ 3 nha anh chị. Và bây giờ em sẽ tiến tới cái toilet trên lầu. Đây là cái toilet trên lầu. Nó giống như toilet ở dưới thành chị ha. Và đây là bên hông căn nhà. À, anh chị thấy không? Được sơn mới hết. Và chừa rất là nhiều cửa sổ luôn nên rất là mát nha anh chị ha. Cảm ơn các anh chị đã xem hết cái video này. Để xem được những cái video tiếp theo về bất động sản ở khu vực Đức Hòa, Long An thì anh chị hãy nhấn vào chữ đăng ký kênh bên tay phải màn hình nha.